lại lên sân khấu. Đồng chí Lê Quang Tự Do, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Doãn Thắng, tổng thư ký Trung ương Hội Nhân dân trẻ Việt Nam, và khách mời là đồng chí Đặng Quốc Trung, người biên tập đồng chí Nguyễn Nhị, và chúng tôi đại biểu sẽ chăm nhà các đơn vị. Và hy vọng với sự khởi đầu này thì các thương hiệu sẽ luôn cố gắng nỗ lực, đặc biệt là quan tâm hơn nữa